Bạn Trang Bùi có hỏi là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có làm hồ sơ sinh thứ 7 không ạ? Hiện tại bảo hiểm y tế của mình bị mất, mình đang xin cấp lại thì tới lúc sinh mình bổ sung bảo hiểm sau có được không? Mình định sinh thường ở khoa A2 thì chi phí làm hồ sơ sinh hết bao nhiêu ạ? Cái này thì tôi xin trả lời luôn là ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì ngày thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi không tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chúng tôi sẽ tổ chức là khám cấp cứu. Cấp cứu thì đương nhiên là ai mà trong tình trạng cấp cứu vào thì là vẫn được bảo hiểm rồi. Và vào viện thì chúng ta như nói là vào viện thì chúng ta vẫn được bảo hiểm. Thế còn cái khám ngoại trú thì chúng tôi không tổ chức khám chữa bệnh ngoại trú bảo hiểm y tế. Thế và trong trường hợp của bạn thì bạn làm hồ sơ sinh thì ngày thứ bảy chúng tôi vẫn có tổ chức làm hồ sơ sinh ở khoa sản tự nguyện với tòa nhà B này, chính tòa nhà B này chúng tôi có làm hồ sơ sinh. Thế rồi cả hai cái cơ sở là cơ sở 2 và cơ sở 3 thì cũng có làm hồ sơ sinh. Vâng, thì bạn có thể đến vào ngày thường hoặc ngày nghỉ đều được, thì đều được làm hồ sơ sinh. Thế còn cái phần sao chị Vân là một cái nội dung nữa bạn ấy hỏi vậy, thế sẽ Định sinh thường ở khoa định sinh A2 thường thì A2. chi phí làm hồ sơ sinh À. À, thì chi phí làm hồ sơ sinh thì thực ra cái hồ sơ sinh thì nó chỉ là những cái thủ tục để mà làm thôi. Thế còn cái khi mà bạn làm hồ sơ sinh có nghĩa là gì? Tại sao bên bên chỗ sản khoa chúng tôi lại lại triển khai cái làm hồ sơ sinh? Làm hồ sơ sinh thì chúng ta đều biết ấy, là sản khoa thì khi chúng ta đã có cái chuyển dạ thì chúng ta được xếp vào cái bậc cấp cứu. Và có những bạn thì rất là nhanh, có khi trong vòng 1-2 tiếng là đã chuyển dạ và đã phải đi vào phòng mổ, phòng đẻ luôn rồi. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ thường là sẽ khuyên các sản phụ là lúc 36 tuần thì đến chúng tôi làm hồ sơ sinh, có nghĩa là chúng tôi đã một cái bộ hồ sơ đầy đủ thông tin hành chính rồi các cái một số các cái thủ tục giấy tờ là chúng tôi đã kèm trong cái bộ hồ sơ sinh đấy rồi. Thế và chúng tôi có làm một số các cái xét nghiệm để đánh giá một số các cái bệnh mà cần thiết khi vào các bạn nhập viện. Thế và tại sao chúng tôi lấy cái mốc như vậy? Vì cái xét nghiệm đấy thì trong vòng 1 tháng nếu mà bạn không có vấn đề gì chúng ta vẫn có thể sử dụng được một số các cái xét nghiệm. Vậy thì khi lúc bạn 36 tuần bạn làm, khoảng 39 40 tuần mà bạn có chuyển dạ đẻ thì vào đây là bạn đã sẵn sàng các cái giấy tờ hồ sơ sẵn rồi. Bạn chỉ làm thủ tục vào phòng đẻ, phòng phòng mổ rất là nhanh. Vâng. Đấy thì còn như vậy thì cái hồ sơ sinh ở đây nó sẽ tùy thuộc vào nó bao nhiêu tiền, là nó tùy thuộc vào cái lúc đấy bác sĩ sẽ chỉ định bạn phải làm cái gì, làm cái xét nghiệm gì, làm những cái chỉ định gì, siêu âm hay là xét nghiệm máu hay làm các cái bệnh lây truyền như thế nào đó cho mẹ cho con, thì tất cả những cái xét nghiệm chi phí đó là chính là những cái chi phí mà làm xét nghiệm cho bạn ấy, làm để làm ra cái bộ sẵn sàng cái hồ sơ để khi bạn vào đẻ là chúng tôi đã có những cái thông số cơ bản rồi. Thế nên là các bạn mà đã có hồ sơ sinh rồi các bạn vào, các bạn có chuyển dạ đẻ thì bạn chỉ qua phòng khám một tí là bạn có thể vào luôn được. Dạ Chứ còn vâng. nếu như chúng ta chưa làm một cái xét nghiệm, những cái xét nghiệm cơ bản chẳng hạn thì là chúng ta đã mất khoảng một thời gian 1-2 tiếng để chúng ta chờ rồi. Như thế Vâng. nó cũng là làm cho cái việc mà chúng ta xử trí về chuyên môn sản khoa đó là cấp cứu mà. Thế là chúng tôi thường là như vậy đấy ạ. Nhưng cái chi phí hồ sơ sinh thì ở đây nó là cái mà để chúng ta chi phí cho cái làm những cái thủ tục Dạ. chuẩn bị cho cái việc chúng ta sinh. Đấy. Dạ. Vâng, Vâng. tôi cũng nói, thì tiến thêm một chút. Bởi vì thực chất là hồ sơ sinh bắt buộc như chị Anh vừa nói đấy. Nhưng để chủ động trong vấn đề là sinh nở cũng như là xử lý vấn đề chuyên môn thì ở Phụ sản Hà Nội thì bắt đầu từ 36 tuần chúng ta triển khai làm hồ sinh để vấn đề sinh nở cho chủ động. Một số bệnh viện thì họ có thể làm sớm hơn. Chẳng hạn như là các bệnh viện khác thì họ làm đến 32 33 tuần là làm hồ sơ đăng ký rồi. Thì Phụ sản Hà Nội luôn luôn nhìn theo một là cơ sở khoa học, hai là đứng phía người bệnh. Bắt đầu từ 37 tuần là chúng ta chuyển dạ. Thế thì 36 tuần là cái điểm cuối cùng làm hồ sơ. Để lỡ may trong quá trình đó 37 38 tuần chuyển dạ đó thì chúng ta cũng có không bị thụ động. Đằng nào chúng ta cũng có phải có nhu cầu sinh sản tại một cơ sở y tế nào đó. Phụ sản Hà Nội là 36 tuần. Thế thì trong 36 tuần đó thì các chỉ số về mặt huyết học xét nghiệm chẳng hạn, các chỉ số cần thiết thì nó chưa có biến đổi. Để rằng là nếu có thời gian vào viện mà sau 1 tháng thì không phải làm lại. Đó là lý do là quyền lợi người bệnh. Cho nên là phải thông thứ nhất là hồ sơ sinh không bắt buộc, các bạn không làm hồ sơ gì đến đây cũng Đến làm đây luôn cũng vẫn được, không ai cấm vẫn đẻ làm cả. luôn. Chỉ điều rằng là mình đằng nào mình có nhu cầu đẻ đó mình chủ động đó thì mình làm hồ sơ trước để bệnh viện làm những cái vấn đề thủ tục, đặc biệt là về chuyên môn, để lỡ mà cấp cứu gì đó mình có thông tin để kịp thời cho người bệnh, thì cái vấn đề hồ sơ là như vậy. Còn vấn đề là chi phí hồ sơ thì đầu tiên là cái chi phí như chị anh nói là cái bộ xét nghiệm cơ bản để xem mình có nhóm máu gì, nếu mình là nhóm máu trước thì thôi, để chức năng gan thận của mình làm sao, tình trạng đông máu mình như thế nào, những cần thiết trong việc cấp cứu thì sẽ làm một cái xét nghiệm đó. Hiện nay ở Hà Nội nó khoảng hơn 1 triệu đó, và cái phí hồ sơ thì là cái phí khám thôi, cho nên là vấn đề không lớn lắm. Vâng, à, thực ra thì bao giờ thì thôi chúng ta càng chuẩn bị kỹ càng thì chúng ta càng Đúng đỡ rồi, vất vả và đỡ bị cập dập đúng không ạ? Nhất là đúng rồi. khi mà ví dụ bắt đầu đến thời gian sinh rồi mà lúc đấy mới bắt đầu đi lo về này về kia thì nó rất là cuống và nó có thể sẽ rất là mệt mỏi và có thể gây ra nhiều chuyện không được như mong muốn đúng không ạ? Cho nên là tốt nhất là các mẹ thì chúng ta cứ chuẩn bị thật là kỹ lưỡng, bởi vì đằng nào cũng là việc chúng ta phải làm thì chuẩn bị trước bao giờ cũng tốt hơn.